Như Thảo và Ngọc Hương xin chào với quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Dự Thảo ơi, dạo này Ngọc Hương đọc báo á, thấy nhiều người bị bệnh ung thư, mà xem phim Hàn Quốc á, thấy diễn viên chính cũng toàn bị ung thư làm Ngọc Hương sợ quá chừng luôn á. Thật ra thì phim ảnh nhiều khi người ta cũng hư cấu thêm một chút xíu. Tuy nhiên khi mà chúng ta ăn uống và chọn lựa thực phẩm thì chúng ta cũng cần phải chú ý đến yếu tố này. Vì hiện nay có rất là nhiều nguy cơ để mà xuất hiện bệnh ung thư. Và chúng ta chọn lựa thực phẩm thì phải lưu ý từ khâu nuôi trồng cho đến khâu chế biến. Và đặc biệt khi chế biến á, thì mình lựa chọn những loại nguyên liệu như thế nào để mà nó bổ dưỡng cho sức khỏe là tốt nhất. Để minh chứng cho điều này thì ngày hôm nay cô Dự Thảo hãy hướng dẫn cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả một món ăn nào mà tốt cho sức khỏe cũng như là có những cái chất dinh dưỡng phòng ngừa bệnh ung thư đi cô ha. Đúng rồi, như vậy thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho Ngọc Hương và quý vị khán giả món rau xào thập cẩm. Để thực hiện món rau xào thập cẩm thì chúng ta sẽ chuẩn bị khoảng 150g thịt lạc dăm, 70g bông cải xanh, 70g bông cải trắng, 70g đậu hòa lan, 70g nấm rơm, củ hành tây, hành lá, cà rốt, cà chua, hành băm, tỏi băm, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu chính, đó là thịt. Chúng ta sẽ cắt ra thành miếng mỏng và ướp gia vị vào. Dạ. Cô nhờ Ngọc Hương giúp giùm cô tỉa hoa cà rốt đi. Dạ. Đậu hòa lan này thì chúng ta sẽ tước sơ đi nha. Dạ. Xong rồi chúng ta cắt tỉa một chút xíu ở đầu nhọn như thế này cho nó đẹp nha. Cà rốt chúng ta sắc ra thành lát mỏng hết. Phần bông cải này thì chúng ta sẽ tách ra thành nhánh nhỏ. Cà chua này mình chỉ đơn giản là mình cắt muối thôi. Còn nấm rơm này thì chúng ta sẽ trụng qua nước sôi, sau đó chúng ta sẽ xẻ hình chữ thập ở trên cái nấm rơm như thế này nha. Và hành tây thì chúng ta cũng cắt muối như thế này. Và cuối cùng là bây giờ phần hành lá cô sẽ cắt khúc. Rồi tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị xong. Mỗi lần đi ăn tiệm á cô Dự Thảo, Ngọc Hương thấy rau cải họ làm á, nhìn xanh ơi là xanh, nhìn là rất là tươi mát á. Không biết là mình có một cái bí quyết gì không ha cô ha? Đúng rồi, có bí quyết chứ. Thông thường thì trong gia đình á, thì chúng ta xào các loại thực phẩm. Thì chúng ta xào thịt xong rồi sau đó chúng ta cho tất cả các nguyên liệu thực vật, tức là rau, củ, các thứ và chúng ta xào chung. Yeah. Thì đó là cách làm rất là thông dụng trong gia đình. Tuy nhiên để giữ cho những cái màu sắc của các loại rau củ được đẹp thì chúng ta có một cái cách là sẽ trụng qua những cái phần rau củ này trong nước sôi và vớt ra, ngâm vào trong nước lạnh để giữ được màu sắc tươi và sau đó chúng ta mới xào. Yeah. Phần thịt lạc dăm này sau khi cô sắc miếng mỏng rồi nè, chúng ta sẽ ướp vào khoảng một muỗng cà phê hành băm. Yeah. Nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê đường. Đường và một muỗng hạt nêm Ajinomoto. Dạ. Xong rồi chúng ta trộn đều lên. Nước sôi này nè cô Dự Thảo. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê muối, sau đó chúng ta sẽ cho cà rốt và bông cải vào. Và sau khi chúng ta cho vào nước vừa mới lăn tăn sôi trở lại thì Ngọc Hương tắt bếp ngay và chúng ta sẽ vớt hết tất cả những phần rau củ này ra. Chảo nóng rồi thì chúng ta sẽ cho vào khoảng 3 muỗng canh dầu ăn. Rồi chúng ta sẽ phi hành tỏi cho thơm nha. Dạ. Phần thịt chúng ta ướp gia vị vào thì quý vị khán giả sẽ chờ khoảng chừng 5 hoặc là 10 phút thôi là được rồi. Là vì thịt lạc dăm chúng ta sắc mỏng cho nên là rất mau thấm gia vị. Ngửi được mùi thơm này đó cô Dự Thảo. Rồi đã rất là thơm và bây giờ nó cũng vàng rồi. Chuẩn bị nha, 1, 2, 3 đổ vào nè. 1, 2, 3. Rồi mình xào cho đến khi nào thịt chín thì mình mới bỏ rau củ vô xào hả cô? Đúng rồi, quý vị khán giả nhớ lưu ý đối với món xào này chúng ta cho thịt heo vào, chúng ta phải xào cho thịt heo thật chín rồi sau đó chúng ta mới cho các loại rau củ vào. Mình có cần xào nhanh tay và lửa lớn để thịt không có bị ra nước và cũng như là săn lại không cô? Đúng rồi, đó là cái điều kiện quyết định khi chúng ta làm các món xào, đặc biệt là khi chúng ta cho thịt vào hoặc là các loại hải sản cũng vậy, thì lửa phải thật lớn và thật nóng thì như vậy miếng thịt sẽ săn lại và không bị ra nước, miếng thịt sẽ rất là ngon và thấm gia vị đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cà rốt và các loại bông cải vào. Chúng ta sẽ cho tiếp tục nấm rơm vào. Nấm rơm vào. Có nấm rơm. Và bây giờ Ngọc Hương cho hết phần hành tây, cà chua. Cô sẽ cho thêm vào khoảng một muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto. Và cuối cùng là đậu hòa lan. Một muỗng Ajinomoto và đậu hòa lan. Đảo đều lên. Rồi cho hành lá vào đi Ngọc Hương ơi. Hành lá, có hành lá. Bây giờ cô sẽ bày ra dĩa nha. Dạ. Thơm quá. Cho một chút nước xào lên nữa.
Và cô sẽ rắc thêm một ít tiêu. Rồi cô cho một cọng ngò rí lên nữa. Xong. Ngọc Hương ơi, Ngọc Hương nhìn thấy dĩa thức ăn của mình như thế nào? Cảm nhận của Ngọc Hương đó hả? Đó là bông xanh, bông trắng rồi lại bông cam. Nhưng mà để coi là bông xanh, bông trắng, bông cam có ngon không đúng, đúng rồi, không cô? Thử coi vị như thế nào. Thịt á thì chín mềm nha cô Dự Thảo. Còn các loại rau củ á thì rất là giòn, rất là ngọt. Nói chung món này Ngọc Hương nghĩ á, ăn hoài chắc không có chán đâu. Trong trường hợp mà Ngọc Hương thấy nhạt thì chúng ta có thể thêm một chút nước tương Lisa cũng sẽ rất là phù hợp cho món xào này đó. Chỉ với 7 phút của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, chúng tôi hy vọng chương trình thật sự trở thành một người bạn đồng hành và thân thiết với tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị sẽ thành công và ngon miệng. Đừng quên chia sẻ cảm nhận với chương trình qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.